Xin chào, mình là Tùng. Mình 28 tuổi. Mình đang làm việc tại OG Barbershop đến bây giờ được khoảng 5 năm rồi. Câu chuyện mà tại sao mình trở thành một barber nó cũng vừa ngẫu nhiên lại vừa tình cờ. Mình đã từng làm rất là nhiều nghề rồi, ví dụ như là bartender, phục vụ ở trong nhà hàng, thậm chí là bán nước ở vỉa hè. Nhưng mà tất cả các công việc đấy mình đã từng trải qua rồi thì nó không mang lại cho mình cái cảm giác là thích thú, không mang lại cho mình cái cảm giác được muốn làm hàng ngày. Hồi đó mình có một chuyến đi tới Sài Gòn, người bạn của mình mới dẫn mình tới một tiệm mà sau này mình biết đó là barbershop. Thì cái điều đầu tiên mà mình cảm thấy rất là khác biệt so với những tiệm mình đã trải nghiệm qua là cái chỗ cắt tóc đó toàn là nông. Mình thấy những người thợ ăn mặc theo một cái lối mà mình chưa nhìn thấy. Họ ăn mặc một cách rất là phóng khoáng, họ có nhiều cái tattoo trên người. Và cũng là lần đầu tiên là mình đi cắt tóc ở một cái tiệm mà mình không phải ngồi cạnh phụ nữ. Sau khi trở về từ Sài Gòn thì mình có lên YouTube tìm hiểu rất nhiều về barber. Và YouTube đã recommend mình tới Scoreham Barbershop. Kể từ đó trở đi thì mình cảm thấy mình muốn được trở nên giống họ, mình thần tượng họ. Và mình nghĩ là sẽ có một ngày mình sẽ được làm như thế. Cũng vào cái thời gian đó thì mình bước vào năm cuối đại học. Thì cùng với sự động viên của gia đình nên mình quyết định theo học tóc nam. Mình làm càng nhiều, mình càng tìm hiểu thì mình cảm thấy là mình rất là đam mê. Và đến bây giờ thì mình làm 5 năm rồi thì mình nghĩ là con đường này mình đi đã đúng. Mình dành khoảng 1 năm để học cắt tóc nam. Nhưng mà trong cái thời gian đó thì mình nỗ lực và cố gắng rất là nhiều. Mình có đi giao lưu hoặc hỏi các anh em ở trong và ngoài nước, các vị tiền bối, các bác, thậm chí là cả các cô nữa. Những người bạn đó đã giúp mình hiểu hơn rất nhiều về văn hóa, về lối sống của một barber classic. Từ tất cả các cái sự gặp gỡ, giao lưu đó và từ tất cả những cái thứ mà mình đã tìm hiểu thì mình nghĩ là mình sẽ chọn phong cách classic old school cho tiệm barbershop đầu tiên của mình. Với mình ấy, thì tiệm barbershop là một nơi để mình thỏa mãn đam mê đã. Là nơi những người anh em, những người đàn ông có thể kết nối được với nhau. Có những chuyện mà họ không thể nói với gia đình của họ, họ không thể kể cho bạn gái của họ. Nhưng mà họ lại có thể kể cho những người thợ cắt tóc như mình. Điều ấy thực sự khiến bọn mình cảm thấy rất là vui. Bởi vì cứ hàng tuần hay là hàng tháng thì họ đến với bọn mình, họ chia sẻ, họ tâm sự, họ nói chuyện. Có thể là họ trút bỏ hết những cái muộn phiền trong cuộc sống của họ đối với bọn mình. Và mình nghĩ là chỉ có ở tiệm barbershop, khi mà chỉ có toàn anh em ở đấy thì những cái điều đó mới dễ nói ra. Cái điều đầu tiên ấy mà mình thường hay làm khi bắt đầu một ngày là mình thường dọn dẹp. Mình thích dọn dẹp, mình thích sự gọn gàng, mình thích sự ngăn nắp và mình thích chủ động trong mọi tình huống. Và mình nghĩ là đó là một sự tôn trọng tối thiểu nhất với khách hàng. Cứ thử nghĩ mà xem, khi mà cái người khách đó mà bước vào tiệm, mọi thứ đều bừa bộn, lộn xộn thì làm sao mà họ có thể tự tin giao cái mái tóc của họ cho mình được. Khi mà có khách tới tiệm của mình thì mình thường dạy mọi người là hãy nhìn vào hình thể của họ, trang phục của họ, mái tóc của họ trước và khuôn mặt của họ. Và nghĩ luôn tới cái kiểu đầu mà mình có thể gợi ý cho người ta. Vì khi đó thì mình sẽ có nhiều cái thời gian hơn để mà cho họ những cái lời khuyên tốt nhất. Chứ không phải là đợi họ ngồi lên ghế thì mình mới bắt đầu suy nghĩ kiểu tóc nào để phù hợp với họ. Cái điều đó thì giúp bọn mình đưa ra những quyết định chính xác nhất và phù hợp với vị khách đó nhất. Theo mình nghĩ thì xuống tóc nam bây giờ có rất nhiều các kiểu khác nhau. Nhưng mà vì Việt Nam mình là cái nước nhiệt đới mà, cho nên mình rất ưu tiên cho khách hàng của mình là cắt những kiểu mà gọn gàng, sạch sẽ nhất. Không phải bọn mình theo phong cách classic mà bọn mình muốn tất cả các khách hàng của mình là phải để những kiểu tóc mà dài hai bên, phải vuốt ve hàng ngày. Bọn mình cố gắng hướng khách hàng đến những kiểu tóc mà phù hợp nhất với họ. Nó có thể vẫn là classic thôi nhưng mà nó sẽ cách tân một chút, chứ không phải là lúc nào cũng phải để tóc thật là dài. Tuy nhiên thì kiểu tóc của mình cảm thấy muốn cắt nhất chắc là side part.
Bọn mình thường hay đùa với nhau là kiểu tóc này chỉ phù hợp với những thanh niên tuổi từ 18 tới 60. Bởi vì bọn mình theo cái style classic này, cho nên mình cũng rất muốn mang nó đến với tất cả khách hàng của mình, về thời trang nói chung đi, hoặc là về tóc tai nói riêng. Khách hàng của mình thì có rất nhiều đối tượng khác nhau. Theo mình thì cái phong cách cổ điển nó phù hợp với những cái người mà có hơi hướng nghệ thuật một chút. Có rất nhiều cái tóc cổ điển mà bạn có thể lựa chọn như là side part, pompadour, slick back. Theo mình thì để tóc cổ điển mình không phải quá theo một khuôn mẫu nào hết. Mình có thể cắt cao hơn bình thường, cắt ngắn hơn bình thường, nhưng mà mình phải luôn giữ được cái hình dáng, cái sự mượt mà ở trong nó. Với kiểu tóc side part này thì mình cũng đã cắt cao hơn, cắt sát hơn. Phần trên mình cũng không cắt quá dài. Điều này giúp cho khách hàng của mình trông trẻ trung hơn, năng động hơn. Nhất là nó phù hợp với điều kiện thời tiết ở Việt Nam. Và khi mà đội mũ bảo hiểm thì cũng không khiến cho bạn cảm thấy cảm giác khó chịu. Cái điều mà mình cảm thấy vô cùng thích thú có lẽ là cái nụ cười hài lòng của khách hàng. Và chính bọn mình, cũng cảm thấy hài lòng trước với những điều mà mình thực sự cố gắng ở trong đó. So với cái thời điểm mình bắt đầu làm nghề đến bây giờ thì cụm từ barber shop trở nên phổ biến hơn rất nhiều. Bạn có thể ra ngoài đường bắt gặp rất là nhiều các tiệm barber với những phong cách khác nhau. Cái barber shop ấy nó như kiểu một cái gia đình thứ hai của bọn mình ấy. Bọn mình gặp nhau từ 9 giờ sáng, thậm chí có những lúc gặp nhau đến tận 10 giờ tối. Thì cái thời gian mà bọn mình ở shop có lẽ nhiều hơn cả ở nhà. Bọn mình làm việc cùng nhau, chia sẻ với nhau tất cả những khó khăn trong cuộc sống. Sau những giờ làm việc thì bọn mình thường cùng nhau chơi bi lắc này, hay là bọn mình hay chia sẻ về những cái điều mới mẻ mà bọn mình tìm ra được trong ngày làm việc đó. Đối với mình, điều tuyệt vời nhất khi trở thành barber là có một tập thể, có anh em cùng gắn bó. Mình mong rằng thời gian tới thì anh em mình vẫn sẽ được làm việc cùng nhau, cùng tạo ra những kiểu tóc đẹp nhất cho khách hàng của mình và lan truyền văn hóa barber tới tất cả các thế hệ về sau.